Nín đi mà. Đừng khóc nữa mà. Cái con nhỏ đó nó hát sai rồi đó. Anh là người tốt chứ không phải người xấu đâu. Trời ơi buồn quá trời buồn luôn vậy đó. Quen gì mà xui quá sao quen được nữa trời ơi. Sao nói xui thì được chứ anh không phải là người xấu đâu. Quen gì một ngày á, 1-2 phút là xui một lần sao chịu nổi. Vậy chia tay cho rồi chứ. Mới đeo chiếc nhẫn ngọc xoàng mới mua à. Một ngày mình đeo trong tay mình thấy sáng dễ sợ vậy. Ảnh nói thôi đâu đâu tôi tháo ra anh coi thử coi. Trong tay đeo cũng được rồi, 1-2 bắt người ta tháo ra. Vừa gỡ ra khỏi ngón là cái nghe cái phẹt một cái. Mất mẹ chiếc nhẫn luôn vậy đó. Thì anh cho em chiếc nhẫn hột xoàng mới rồi. Thì biết rồi, mất rồi phải đền chứ sao. Còn nữa chiếc xe SH mới mua, bản số đẹp dễ sợ luôn vậy, 4 số 9999 không vậy đó. Tự nhiên à, nửa đêm nửa hôm cái đòi ăn bánh mì. Mình nói ở nhà có bánh bèo nè ăn đỡ đi. Không chịu. 1-2 đòi ăn bánh mì. Mình cũng chịu. Chịu chở đi mua bánh mì. Tới chỗ bánh mì mình mới nói là anh ngoài coi xe đi để em vô em mua bánh mì. 1-2 cũng đi vô. Đi vô xin miếng pate. Chưa có kịp rét miếng pate nghe cái phẹt cái nữa mất mẹ chiếc xe luôn à. Cứ vậy không rồi sao quen trời ơi. Thôi yên tâm đi. Anh sẽ đền cho em chiếc xe SH khác. Đền là phải đền rồi. Nhưng anh tin lắm, anh tin cái điều xui. Cho nên anh có gọi điện thoại cho thầy tới đây để coi anh đã giải hạn cho anh rồi. Coi thầy hả? Để cho nó xả xui, hiểu không? Khoảng đâu 2-3 phút nữa thầy tới đó. Phải coi nha, xả xui á. Chứ còn mà xui vậy là không có lấy đâu á. Xù cưới luôn đó nghe chưa. Thôi mà, phải cưới mà. Giận lắm á, thầy tới đây phải không? Như ông thầy ông tới rồi phải không? Thôi em lo vô nấu ăn để dọn cho thầy ăn. Rồi xong coi xong cái anh đi em đi coi phim. Vậy nha, coi thầy xong rồi cái gì là phải lo cho em hết đó nha. Biết ông em không chịu đâu đó. Dễ thương quá à. Trời ơi nhõng nhẽo nhõng nhẽo mà sao nó xui thiệt nha. Anybody home? Dạ có mời thầy vào. Dạ có mời thầy ngồi. Thank you. Gia chủ cho thầy hỏi là dạ. Tại sao con biết tới ta mà con mời ta về đây hay gì? Dạ thưa thầy, thầy nổi tiếng ai mà không biết. Dạ người ta giới thiệu cho số điện thoại. Nó nói là thầy nói đâu trúng đó, cứu nhân độ thế. Thầy là cái loài gì chứ không phải loài người. Thầy sống đâu trên rừng, trên rú ăn cám sú, cám heo vậy á. Nói trúng dễ sợ luôn á. Cho nên là thầy là cứ giống như cái là cô hồn cát đảng á. Chứ không phải là con người. Trời con trai đang khen ta đó ha con trai. Trời con có duyên quá. Nó nghe nè. Mày cái tin là tao giặt vô trong mã mày không? Giặt trong mã là gì thầy? Là tao giả vô trong mặt mày đó. Là cái thứ vô duyên nó ăn nói nó giới thiệu tôi ai nghe không biết tôi xúc vật chứ không phải con người. Dạ thầy đó. Cái này là con lăng xê thầy. Mày đang lăng mạ tao đó. Dạ. Nghe thầy hỏi nè. Dạ. Gia chủ mời thầy về đây có chuyện gì? Dạ thưa thầy con xui quá thầy ơi. Cứ 5 phút xui lần, 5 phút, 10 phút xui lần. Không biết sao con quen ai người đó cũng xui lây luôn. Nhiều khi con nói chuyện với thầy lát thầy ra đường bị xe đụng. Rồi tao tán vô trong mặt mày tao đó coi nó quở nó bậy nó bạ không hả? Dạ. Nghĩ làm sao thầy mà xui? Yeah. Thầy đi giải xui cho người ta thì không bao giờ thầy xui. Yeah. Trời đất ơi, ngày xưa bạn thầy kia nó làm gì? Nó bán vé số, còn nó bán vé số. Thầy đã còn gặp thầy một cái đổi nghề mà đổi đời luôn. Giờ bán gì thầy? Vé giò. Hả? Vé số, hồ qua vé giò. Vé giò xuống tới tận cùng địa ngục rồi thầy ơi. Ngộ ghê, vậy vé giò mở đại lý cũng giàu vậy con. Đúng không? Dạ. Yeah. Vậy có coi không? Dạ coi. Ừ. Chuẩn bị coi nha. Dạ thầy, thường thường người ta coi bàn tay, cánh tay, chỉ tay. Thầy coi con cái gì? Lỗ tay. Coi được thầy? Được, và ta thấy hết cả cuộc đời dạ. Con trong cái lỗ nhỏ đó thôi con. Dạ, cái này coi lạ nha. Ta đã thấy rồi. Ta đã thấy rồi. Dạ thầy thấy gì? Rái tay. Trời ơi, một cục nó bự như cái hộp xí muội mày móc ra mày coi. Tao nói thiệt á, dạ, mày ở dơ dừa thôi, tao nói thiệt. Chứ không có thời gian để anh đợi đi rấy đôi tay thầy. Trời ơi, mày gốm thì có hèn dạ, cái tướng dạ. Kế mày bốc mùi luôn á. Dạ. Giờ không biết coi bằng cái gì, giờ coi tên nha. Dạ, coi tên. Tên gì nói con trai? Dạ, con tên Từ. Từ. Từ mà theo tử vi là từ bi hỷ xã. Một cái tên tốt vậy tại sao là không có tiền cả. Quái lạ. Tên đầy đủ? Mạc Từ Từ. Mạc. Thầy
trời ơi, má ơi, tôi nghe xong cái tên tôi muốn đột quỵ luôn, trời ơi. Tên trời. Con không có đụng hàng thầy, thầy trời, sao cái tên ba má mày thương mày ghê vậy. Tên nó họ Mạc, mày đặt con tên Từ Từ. Trời, ngày xưa ông đặt mày Mạc vừa vừa mày cũng chết, chứ được có Mạc Từ Từ. Bây giờ đổi tên. Dạ, đổi tên. Giờ trời, cái họ mà nghe khó đặt tên dễ sợ luôn. Họ Mạc là thấy hết tiền rồi đó. Thôi giờ họ Mạc lấy tên hết lót chữ Văn đi. Mạc Văn hết. Đúng, cái Mạc nó phải văn hết thì mày mới giàu được. Hay quá. Con sẽ lấy tên Mạc Văn hết. À, cái tên rồi, rất đẹp. Đúng rồi, cái đó là cái tên nha con. À, mạng gì? Mạng nhện. Nhện bà nội mày chứ làm gì có mạng nhện. Mày điên vừa vừa thôi, cái mạng nào mà mạng nhện. Dạ con xin lỗi thầy, hỏi đột ngột nhanh quá, con không kịp suy nghĩ. Cái mạng nó nằm trong ngũ hành đó, con trai có biết ngũ hành không? Dạ con biết. Trời ơi, củ hành mà xào với thịt bò ăn ngon lắm thầy. Mày xào cái mạc mày ăn đi, tao nói ngũ hành mày sao ra củ hành mà xào thịt bò. Dạ. Mày là cái loài gì trên cõi đời này đó. Bây giờ mày nghe nè, ngũ hành là gồm 5 thứ hay không? Dạ, nè, kim, mộc, hỏa, thổ, cái cuối cùng là cái mạng con đó. À. Mạng gì thầy? Tao giả vô trong mặt mày không đẹp mang tiền. Biết thì thưa thì thốt, không biết vừa cột mà nghe. Dạ. Bây giờ nghe thầy gợi ý, nghe dạ, chút xíu là biết liền nè. Kim, mộc, hỏa, thổ, còn cái nữa đúng không? À. Gợi ý chút xíu biết liền. À đúng rồi. Khác á, khác mình uống gì? Uống bia. Sao vậy thầy? Dưới sông, dưới sông có gì nè, dưới sông á? Có cá. Ờ, có... Thí dụ trời mưa đi, trời mưa xuống có gì nè, trời mưa. Có sấm sét. Nó có... Thí dụ mình nực á, mình nực, mình xịt cái gì người mình cho nó mát nè, xịt cái gì nè? Dầu thơm. Mày xịt dầu thơm mày mát không? Cái này là cái gì? Đàm. Đàm bà nội mày chứ đàm. Đúng rồi, mình muốn tắm mình phải có cái gì mới tắm được? Xà bông. Mày không có nước làm sao mày tắm? Trời ơi, cái thằng ở giờ nó làm cho tôi chơi tam sao thất bản. Nó nói tôi diễn tả như một con điên, nó nói cái gì đâu không mà. Dạ thầy, con là mạng nước. Mày mạng thủy ông nội, mày mạng thủy ông nội. Thầy 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 đi về. Tóc quăng hay giận quá. Ôi ơi. Mang thủy, mang thủy. Trời ơi má, con bị tăng xong. Hay là con mệt quá à. Trời ơi, con bị tăng xong mà con gặp con quỷ đi chắc con chết quá thiệt. Yeah. Ăn tiền nó sao khó quá. Yeah. Con trai à. Yeah. Con làm thầy kinh động rồi đó. Bây giờ nghe lời thầy. Yeah. Muốn hết xuôi về nhà phải làm những điều mà thầy nói để giải hạn cho con. Yeah. Điều đầu tiên. Cắt tóc ngắn. Cắt tóc ngắn. Đúng. Chi vậy thầy? Để tóc dài nực lắm. Thầy nói chuyện vừa vốn rồi. Cái điều thứ hai. Điều thứ hai sao thầy? Ồ, tại sao râu lại mọc ở đây? Sai phong thủy miệng. Này long tài. Không, tiền nó không vô. Uống tiền nó vô, bứng râu gắn trên miệng, lòng thòng xuống. Gắn đây sao lòng thòng xuống miệng sao ăn được thầy? Thì mỗi lần ăn lấy máy sấy sấy ngược lên, ăn xong vuốt xuống. À, buồn buồn ở vuốt là hai bên làm râu chơi. À vậy đó, hai vậy đó hiểu không con? À. Nhớ nha. Cái này là quan trọng nhất. Cái gì thầy? Bảo vật để trong người của thầy. Dạ. Nhờ nó mà ta hết xui, bây giờ ta truyền lại cho con. Dạ. Tôi dạch ra coi liền nghe. Bậy. Đây nè con gái, đây nè. Mày lỡ mày coi cái đây nè, đây nè, trong này nè. Thôi, trong nhà. Bùa nè ba. Con mắt bùa đó, ba làm gì ba la như con điên vậy. Đây làm con hết hồ. Trời đất ơi, cái bùa này bùa thiên nó con thầy đỉnh từ Bà La Môn vậy. Cầm nó trên tay, không ai xui xẻo. Ta đã cầm được trên tay không bao giờ ta biết xui. Chưa chắc. Ủa sao vậy thầy? Chắc chưa có làm phép ông nội. Mày tài lanh tài khôn không hả? Bây giờ thánh phải nhập vô bùa thì bùa mới linh. Yeah. Bây giờ con gửi tí tiền để lấy passport cho thánh về đi con. Dạ, yeah, bao nhiêu tiền thầy? À, cũng rẻ lắm, 500 đô. Dạ, yeah, 500 đô chuyện nhỏ, Mỹ sao con lấy được chiếc SH lại được rồi. Con trai 500 rất đô. Là được. Dạ. Yeah. Dạ đây thầy. Thầy thương con. À, yeah. Cảm ơn con trai. Dạ. Yeah. Con mà được như vậy thì thiên hạ sẽ thái bình thôi. Dạ. Yeah. Thôi bây giờ con quỳ xuống thành tâm. Yeah. Để thầy gọi kinh, thầy kêu thánh về. Dạ. Yeah. Cái gì vậy ba? Cái gì vậy? Đâu biết đâu, thấy thầy làm sao con làm vậy? Không có mượn ba, con không có mượn ba luôn á, thiệt á, không có mượn luôn rồi không? Không mượn. Không có mượn luôn rồi không? Dạ dạ, không mượn. Có điên không? Dạ, hiểu. Không hả? Không mượn nghe. Dạ dạ. Ê. Nói gì nữa dâm nội?
Không bị liệu thầy ơi. Một lần nữa tao dít mày xuống nha. Dạ. Ê, mày nhắm mày tụng đi, mày làm trắng làm nhẹ, mày tụng được hết, mày tụng đi, tao đi về, tao thiệt, mày làm ông nội tao luôn đi, mày làm thì mày làm hết đi, tao nói thiệt á, mày giống quỷ quá hả? Bình tĩnh đây, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Trời đất ơi, tao thiếu nợ gì mày, mày làm khó làm dễ tao hoài vậy? Dí sướng gì đâu thiệt, sáng đó, biết 500 đô mà nó khó khăn vậy mà nó đại ải, mà nó nói cái gì nó nhào trong miệng, cái thứ mà ốm nạn dĩ sợ nó nói, tối nằm nó ngồi tiếng mà nó tao. Thầy chửi ai thầy? Nói gì mày? Để thầy tụng kinh, thành mà... tâm khấn nguyện. Yeah. Không có mượn, không mượn, không mượn, không mượn, không mượn, lỡ bịt miệng. Ôi con khổ quá mẹ ơi. Trời ơi, tự nhiên bữa nay cho con vô con gặp con quỷ nè. Tôi thề một lần cuối trong đời tôi hành nghề, sao tôi bỏ nghề cho rồi. Ê ta nó đi à, thiên linh linh đi linh linh cầu ơn trên ngũ long công chúa nhập vô đây phù hộ cho mạc dần hết ngũ tại tô hiến thành phường 13 quận Nam. Ủa 10 thầy. Xin lỗi bề trên quận 10 không phải quận Nam. Gia chủ năm nay 30 tuổi. 39 thầy ơi. Nhưng xin lỗi bề trên sống chính viên tròn do nên tướng lộn xấu không. Vừa lòng mày chưa? Rồi. Cái gì mày nói được nha? Gia chủ cầm tinh là tuổi thân à? Không, con vui lắm, đâu có tuổi thân đâu, lúc nào cũng vui. Mất cái xe không sao hết á, đối với con chuyện bình thường, mua lại xe khác qua vậy không có tuổi thân. Gia chủ là tuổi thân à? Dạ không, nó không có tuổi thân, lúc nào ta vui mà thầy lì quá. Nói lần thầy hiểu rồi, cái loài gì chứ không phải loài người nha. Nó không có tuổi thân nó hoài. Dạ dạ chú là tuổi thân. Dạ tuổi thân là tuổi khỉ. Bà khỏi nhắc bà con biết rồi. Ấn hộng luôn à. Dạ chú tuổi khỉ mà cái mặt nó như con quỷ. Dạ chú là mạng nước. Dạ không mạng thủy. Nói thủy đây giờ là nước rồi. Thầy hai lưỡi luôn thiệt. Chưa có ông nào lì như ông này luôn thiệt. Dạ xin lỗi bề trên mạng thủy à, hay nước kệ ta. Kệ mày cần... mắc mới vậy tao. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi. Nhập thầy ơi. Trở về nhập thầy sao thầy quay vòng tròn. Trời ơi. Mày là quỷ, mày không mấy người mày ơi, trời ơi, mạc văn hết. Thấy nước không được rồi, thấy nước. Thánh về rồi, Linh rồi con, cầm đi để thầy về. Thầy mệt con quá. Linh rồi đó. Này xong rồi hả thầy? Ừ, bây giờ biết đem bùa về để làm gì không? Dạ, đốt uống. Sỉ nhục thầy. Sao sỉ nhục thầy? Đứng đi. Con quá coi thường thầy. Thầy không phải là như những người bình thường. Con mời thầy về mà con dám cầm bùa thầy mà con nó đem đốt uống là coi thường thầy. Bao nhiêu người đã nói cái chuyện này rồi. Đốt bùa uống là phản khoa học, là mê tín dị đoan. Tại sao cầm bùa của thầy mà dám nói hai chữ đốt uống? Chứ làm gì thầy? Đốt hít. Đem dạng đốt đựng hít nha con trai. Hít như hít xì ke nha, hiểu không? Hết khi nào mà lá phổi mà đen như lá mía là mày thành công á nghe. Không thầy. Được rồi con làm theo điều thầy mía xong con hết xui thôi. Yên tâm con vô trong con đốt con hết nha thầy. Không. Về nhà của mình, chính nhà của mình vô trong toilet đóng cửa lại xấu nước ướt từ trên đầu xuống ngồi hết. Sướng thầy. Ừ. Ồ vậy đội ơn thầy. Nhớ dạ, nghe. Tạm thầy về nha con trai. Dạ. Mời thầy. Nhớ nha con. See you again. Hãy cầm bùa đi rồi cảm nhận cái điều mà see không bao giờ xui. Dạ, như thầy. Ờ chào con gái. Thầy không bao giờ xui. Thầy không bao giờ xui. Tại sao thầy không xui? Tại sao? Tại sao? Bởi vì thầy không có xui, thầy never xui. Trời
xe nước mía nó quất luôn. Trời ơi, tội thầy quá. Ông nói ông không có xui. Nó không xui, cuối cùng xui. Mà làm như thiệt nha. Sao mình anh? Xui, cầm lá bùa. Mình hên, cuối cùng ổng xui. Ê, bây giờ em ở nhà, anh chạy về nhà, anh đốt anh hết xong. Cái anh đem tiền qua đền cho em chiếc SH nha. Chờ anh đi xíu nha. Anh đi lẹ đi nha, em đợi anh đó nha. 10 phút thôi, 5 phút đi. 10 phút nha, đợi lâu em giận á. Đứng đây chờ đó. Đợi đi qua bên đây rồi mua lại. Nhưng có ai đun cho mực bị xe hàng cán hả? Ông kể nó đi. Ủa, gấu yêu. Ồ, bé yêu. Gấu yêu. Bé yêu. Bị xỉn mà hôm cái này chắc chết. Gấu yêu. Ơi. Giận giận gấu yêu á. Rồi sao giận anh à? Từ Mỹ về không báo người ta ra đón không cho người ta biết gì hết trơn à. Ừ, anh giận. Anh muốn tạo em sự bất ngờ chứ bộ. Bất ngờ gì? Ừ, anh đi làm ăn bên Mỹ cái tự nhiên anh vô sở thú anh coi anh thấy con nai nó ăn thịt con cọp tội nghiệp quá anh nhớ em anh bay về liền á. Phải không? Thiệt, anh mua một món quà anh tặng em nè. Đâu quà gì đâu, có quà mới nói nha. Tà ná ná. Ủa, chiếc nhẫn hộp vàng á hả? Có 18 ca dê à. Trời ơi, thích quá à. Thích không? Mở coi đi. Ôi, thích quá à. Thương quá à, thương gấu yêu. Khoan, chúc anh vô uống thuốc xỉn này không? Gấu yêu ơi. Ôi. Gấu yêu á, đi đường xa mệt lắm rồi. Mệt. Để em vô trong em nấu nước sôi em trụng gấu yêu. Cậu Long. Hả? Nấu nước sôi trụng tôi chi? Ủa, nấu nước sôi để em tắm gấu yêu. Đúng rồi, tắm gấu yêu chứ. Vậy đợi em nha. Ôi, vô nấu nước sôi tắm nha. Em nấu nước sôi em ra liền. Gái gì mặc đồ độc không nữa. Mặc như con nít rồi, vậy. Sống rồi. Mặc có cái yếm không sao chịu được. Happy New Year. Mày này cà đẹp canh chuối. Ê, đi đâu ạ? Dạ, vô gặp Giang định cho Giang tiền chiếc. Ủa, ra. Cậu là gì của Giang? Dạ, con là người yêu của Giang. Trời ơi. Dạ. Cậu quen Giang lâu chưa? Dạ, quen đúng một tháng. Quen ở đâu? Dạ quen bên sòng bài Las Vegas. Sòng bài Las Vegas? Dạ. Làm gì ở trong? Cướp sòng bài. Không. Vô quánh bài. Vô tình hai đứa gặp nhau quen nhau luôn. Nhưng mà lúc đó cậu có biết là Giang đi chung với ai không? Dạ biết. Giang nói với con Giang đi với một ông già 70 tuổi. Mà ông này xấu như con gấu chó vậy. Giang quen ông này chẳng qua vì tiền thôi. Không có lo hết, đừng có sợ. Cậu làm nghề gì mà cậu quen được Giang vậy? Dạ cái nghề con ngộ lắm. Trước khi nói ra phải đố một câu. Con đố bác cái gì người mua không dùng, người bán không dùng mà người dùng không biết. Tao biết. Cái gì? Lựu đạn. Không phải. Cái hòm. Tại sao cái hòm? Bởi vì cái hòm người mua không dùng, người bán không dùng mà người dùng không biết. Người ta chết làm sao người ta biết. Đây là chủ trại hòm. Con tên là Mạc Văn Hết. Chủ trại hòm. Bán đủ loại hòm, mới lớn có, nhỏ có, vừa thon thon như bác cũng có. Mua cái đi khuyến mại cho bác gái cái. Nói chuyện xong chưa? Không, chưa. Lo luôn băng nhạc hiện đại, thời trang tang lễ, không tính tiền. Bây giờ là hết rồi phải không? Dạ hết. Mời cậu bước ra khỏi nhà. Sao về được? Chưa gặp Giang mà. Cậu biết tôi là gì của Giang không? Biết sao không biết. Tôi là gì của Giang? Ở đợ hả? Giang mướn về làm, mới dắt ra 3/2 quốc bộ đồ sida hả? Tôi xin giới thiệu với cậu được biết. Tôi là người yêu đời cuối của Giang. Người yêu của Giang? Ừ. Nói vậy là con gấu chó hay sao? Đúng ra là con gấu trúc. Nhưng mà cậu nghe lầm mới thành ra gấu chó. Cậu biết tôi làm nghề gì không? Nghề gì? Buôn bán đá. À, đá cây ta ướp cá ướp thịt phải không? Đá nhỏ thôi. Đá tủ lạnh? Không phải. Đó là đá quý hột xoàn kim cương. Hột xoàn kim cương. Mặt nó đơ như cây cơ luôn. Có cần cho bự cục lơ không? Cảm ơn, hồi nãy mới ăn ly bơ. Trời. Bây giờ chỉ thích làm thơ thôi. Làm thơ. Mình giàu chưa chắc là ngon. Cuối đời rồi cũng lùm lon ngoài đường. Thôi thì hãy sống bình thường. Nếu buồn cứ kiếm Nhật Cường tìm vui. Nó là chủ trại hòm. Mà kiếm nó tìm vui. Mày kêu là ê. Bây giờ mày nói xong rồi mày đi ra khỏi nhà. Đi. Chưa gặp Giang sao về? Mày là cái gì của Giang? Tôi là người yêu của Giang. Nhưng tao là chồng sắp cưới của Giang. Giang là người yêu của tao. Nhưng mà tôi là chồng sắp cưới của Giang. Tao là người yêu của Giang. Mà Giang đâu có yêu mày. Ê, cái thằng mất dạy. Ê, mất dạy đỡ hơn đi học bị đuổi học. Tao không nói chuyện với mày nữa. Ai thèm nói chuyện với ông? Cái đồ khốn nạn. Cái đồ khốn kiếp.
cái đồ không đúng. Đồ khốn khổ. Mày nói ai khốn khổ vậy? Nó phong long. Mày nói phong long ở đây có tao với mày mà nó phong long vậy? Xui, chúng mày đang chịu. Xin lỗi mày nha. Cái gì? Một nàng công chúa không thể nào có hai con cóc ghẻ. Giữa tao với mày hôm nay phải có một người sống người con. Đúng, ông là cóc, tôi là dết. Tao quánh mày nè. Quánh. Muốn gì? Vô. Xin lỗi ông á. Nhào vô. Tưởng già tôi nể ông thôi nha. Sao? Đừng có giỡn mà vô. Vô. Ai vậy? Dạ. Bây giờ ba mặc một lời. Em nói đi, thằng này là ai? Dạ ba em. Cái gì? Dạ con. Nói lại. Dạ là ấy của em. Thấy chưa? Ấy của em. Ấy của em là chó của em. Dạ. Dạ. Ông già này là ai? Ông ngoại em. Cái gì? Dạ cũng là ấy của em. Nghe chưa, là ấy của em. Là chó như nhau mà đặt hãnh diện. Cái chó gì? Bây giờ em thương ai? Dạ, một bên là hột, một bên là hòm. Hai anh cho em vài phút suy nghĩ được không vậy? Cô suy nghĩ gì mới gian? Em thương gấu chó này đi gian. Em ăn thịt nó đi, ăn thịt rồi em lấy mật của nó đi. Em bán cái lý kiếm tiền cũng được gian ơi. Gấu này nó hết mật rồi cưng. Ý nó nói vậy làm sao? Nó dập mật rồi đó. Mày nói dập mật vậy? Sao mày xíu cái chuyện tao vậy? Gian, đừng yêu con gấu chó đó. Hay hốt con chó này về đi em. Trời ơi. Anh về anh sẽ bảo vệ giấc ngủ cho em, không có một thằng ăn trộm dám bước vô nhà đâu. Chó này phải chó thường, chó dữ, nghe sủa là sợ nè. Thôi anh đừng có sủa nữa, em sợ lắm cơ. Em sợ gì? Sợ không có tiền chích ngừa chó dại cơ. Em về hôm nay hả? Tao đứng mày á. Tôi quay bước qua đây tôi cắn ông á. Tôi mày bước qua đây, mày bước qua đây, mày bước qua đây, mày bước qua đây, bước qua đây, bước qua đây, bước qua đây. Đừng có cãi nữa mà. Anh Hột ơi, anh Hòm ơi, nghe hai anh có thương em không? Thương. Hai anh có yêu em không? Yêu. Anh Hột. Hột vì sao anh yêu em? Vì em đẹp, vì em bốc lửa. Dạ. Anh Hòm. Nói. Vì sao anh yêu em? Tại vì em giống má anh. Ý nói em là má ghẻ nó. Má ghẻ ông á. Má ghẻ mày á. Má ghẻ mày á. Má ghẻ mày á. Má ghẻ mày á. Năn nỉ hai anh mà đừng có cãi lộn nữa mà. Hai anh mà cãi lộn là em giận luôn đó. Cái gì phải bình tĩnh từ từ nghe em hỏi nè. Anh Hột. Hột nè. Anh có biết vì sao em yêu anh không? Tại vì anh giàu và anh có nhiều hột đúng không? Dạ. Anh Hòm. Nói. Anh có biết vì sao em yêu anh không? Biết. Vì sao? Tại vì anh giàu và có nhiều hòm đúng không? Lộn. Em yêu anh bởi vì anh quá đẹp trai. Đẹp hơn ông có mấy chùm tóc là được rồi. Trời ơi, nghe không tao muốn ói rồi. Mày mà cưới Giang ha, giống như người đẹp cưới quái vật vậy. Đúng rồi, được. Nhưng mà còn đỡ hơn Giang lấy ông về giống như người đẹp mà lấy gấu chó vậy. Đỡ hơn mày cái mặt mày xấu mà mặt đấu phim buồn. Đỡ hơn già mày đặt khúc bồ đà. Mày đặt khúc bồ đà mày. Khúc riết thân hình như cây chỗ trà. Mày chỗ trà đậm đầu. Bước qua đây đập, bước qua đây đập. Thôi, sao tụi mày lì quá vậy? Hồi nãy giờ tao nói tiếng thì nghe đi. Đỡ tao chửi mới kiểu hả mày? Mày lì quá vậy mày? Vừa phải tao chưa thấy tao luôn nhịn rồi làm tin làm tới à. Tao cũng chia đều hết rồi. Mày 246 nó 357. Trời. Muốn gì nữa? Đừng có cãi lộn đúng không? Đánh lộn này đi, đánh cho chết đi. Đồ quỷ sứ nói không nghe gì hết trơn à. Yeah. I have enough of money, I need love. Mày nói gì vậy? Câu này có nghĩa là tiền tôi không thiếu nhưng tình yêu tôi thiếu. Đúng. Có tiền mà không có tình là sống trên đời này làm cái gì? Bởi vì tao nói mày rồi, đàn ông con trai bây giờ đừng nhẹ dạ để đàn bà con gái nó dụ dỗ mình. Đàn bà con gái bây giờ nó lợi dụng đàn ông có con rồi nó bỏ. Đúng. Hôm nay tao sẽ chết. Đúng. Đó là câu trả lời chính xác. Đúng. Nhưng mà tại sao bác phải chết? Tại bác sao? Phải vượt lên chính mình. Đó là chuyện không cũ đi ngay. Biết được ai đúng ai sai để mà đi tìm ẩn số. Hả? Tôi qua cái xô leo. Để tao chết cho Giang vừa lòng. Mối tình tay ba độc ác quá. Sống làm cái gì nữa? Trời, có hàng nóng nữa kìa. Giang ơi, anh chết cho hết kiếp này để kiếp sau đầu thai được làm bi ren. Trời ơi, bi ren. Lúc đó quả mai mới lấy được ly giống me. Anh chết đi. Tao sợ máu rồi mày ơi. Tao chết đây. Bắn gì thiên sao trúng rồi. Để ở đây bắn đạo ngoại đó.
nó phục qua bên kia nó mới đẹp. Mày xấu mà mày còn độc nữa. Cái này nó vô bằng đầu đũa, ra bằng cái miệng chén vậy đó. Được, tao chết cho mày vừa lòng. Vào sau để chỉ từng ly tí nhét vô cái lỗ này nè, bóp được không hoài á, để ghi sâu vô được. Cảm ơn nha. Ừ, bóp đi. Bóp mình bắn mà sợ chết. Mà sao đạn nó vô được? Tôi sợ tôi chết xuống dưới, bạn gái tao nó chê tao. Hôm ơi. Gì cơ? Hôm à. Nói. Hôm có thể nào giúp giúp tôi được không? Giúp giúp đi. Mày nhảy cái gì vậy? Giúp giùm coi. Giúp gì? Mày bắn giùm tao đi. Mày bắn tao đi. Nói sớm đi, làm nhảy mệt muốn chết luôn à. Mày bắn tao chết đi. Được rồi, bắn mà. Làm như con bị thôi miên má ơi. Sao à? Ông chơi hàng gài à? Gài gì? Ngu à. Bắn ông chết ở tù quan mạng hả? À? Mày không bắn tao, tao bắn mày à. Bây giờ mày bắn tao không? Mày bắn tại vì mày mà mày là mối tình tay ba của tao. Bây giờ mày đừng có khóc, cái mỏ mày khóc sâu sâu quá. Đồng cảm quá là khóc xấu lắm chứ có cười nó mới đẹp. Bây giờ chưa khi chết mày có trăn trối gì không? Không có lời trăn trối hết, nhưng có lời góp ý được không? Góp ý mày cứ nói. Tại sao chúng ta phải chết một cách oan uổng trong khi chúng ta chưa tìm ra được nguyên nhân của nó? Còn góp ý với bác, bây giờ chúng ta giả bộ bắn hai phát súng lên trời, sau đó hai chúng ta giả bộ ngã ra chết. Nếu Giang chạy ra ôm bác, có nghĩa là yêu bác, con sẽ là người ra đi. Nếu Giang chạy ra ôm con, yêu con, thì bác sẽ là người ra đi. Bác thông minh quá, chần chờ gì nữa, nổ súng đi. Bây giờ bác bắn ai trước? Bắn con trước nha. Ừ, đúng, con chết trước đây. Tới mày bắn tao đi. Ông ngoại, ông rảnh lắm hả ông ngoại? Tao đâu dám bắn tao đâu. Quy định người ta chết làm sao cầm súng bắn được. Ủa vậy hả? Ừ, tự xử đi nha. Ừ, thông cảm tự xử đi. Tao bắn tao chết nghe. Ừ, bắn đi. Đúng. Rồi, chết đi. Rồi, ông này ông rảnh lắm rồi. Ông chết, ông còn múa nữa kìa. Nó đang chạy vòng vòng, nó sắp tới tim rồi. Y nó tới tim rồi nè, tao chết nè. Bắn mà gì làm sao mà Giang nghe được? Mày bắn thiệt thì Giang mới tin được. Cái này bắn sao đây? Cái bắn này, cái nào? Mày để. Đây từ hấp dẫn quá. Ê nhóc, mày trốn trong toilet luôn nha. Ông già này có súng đó con. Nhờ giả dạng gì mới lật được cái bản mặt của cô? Tại sao? Tại sao cô lại lừa dối tôi? Nói. Tại sao? Tại sao cô lại lừa dối tình cảm của tôi? Tại sao cắm sừng ông? Tại sao cắm sừng trên đầu của tôi? Để bây giờ nhìn ông có giống không? Giống cái gì? Giống trâu già khoái gặm cỏ non. Cỏ thì không có mà răng trâu không còn. Nhưng mà tao còn nú. Cái nú nó cạp nhột lắm á. Trời ơi, tao đang giận lắm mà sao mày ngâm thơ hoài vậy? Mày không hát, mày hát đi, hát gì nỗi lòng của tao đi. Ôi đau đớn thấy khi con và bác đã bị cấm sừng bởi một người con gái. Nàng đã ra tay bóp chết trái tim của một chàng trai trẻ và giết đi một tình yêu vì mỗi hồi xuân của một ông già. Tiếp tục chuyện tình của chúng mình được nữa. Em rất yêu anh, nhưng em còn cuộc sống, còn tương lai. Thôi, mình chia tay nhau nhé.
thật xa. Em không muốn xa anh đâu. Giờ anh đã biết em ơi, vì sao ta phải xa nhau? Vì anh không mang em hạnh phúc. Ôi đời là thế, khi mình trắng tay, tình yêu giờ đây vô cánh bay. Hãy bình tĩnh lại, hãy nghe em nói đi. Đừng nói nữa, anh chẳng muốn nghe. Dù có tiếc nuối cũng vậy thôi. Nếu em đã chọn một lối xin cho cuộc đời em, hãy hiểu cho em xin anh. Xin chứ không, không cần nữa đâu. Rụt nước mắt đó có nghĩa chi? Giờ mới biết thế gian mấy người tìm đến nhau trong tình yêu chân thành. Một lần cuối thôi. Chẳng cần nói. Không hát nữa. Hát hoài mệt lắm. Đúng không ạ? Đừng hát rồi. Làm gì? Đừng làm gì nữa. Cút khỏi cái nhà đi. Dạ, em cảm ơn. Em cảm ơn hai anh trong thời gian qua đã lo lắng chăm sóc cho em. Bây giờ em không biết nói gì hơn nữa. Em xin phép hai anh em đi. Đứng lại. Ôi, mệt quá. Để cho người ta đi kêu lại làm gì? Mày ngu. Nhà này nó mướn nó đi ai trả tiền nhà? Hai anh tự lo nha. Cái gì? Ôi, tình yêu. Tình yêu tưởng chừng như rất là nhẹ nhàng, nhưng thật ra rất là phũ phàng. Nó làm cho con người ta bàng hoàng, ngỡ ngàng. Bởi vì nàng nó đi ôm theo một cục vàng, còn con giờ đây chỉ còn có tờ 2000. Tới bây giờ ta mới ngẫm ra một câu. Câu gì? Ta về ta tắm ao ta, vợ nhà có xấu cũng là vợ tao. Chưa hay đâu. Câu này mới hay nè. Câu vừa chảnh nè. Quyết không yêu để tiền, uống rượu, sống một mình cho gái thèm chơi. Trời ơi, nó ghê. Hay gì ta? Yên tâm đi, con sẽ trả tiền nhà cho không có gì hết. Thôi, tiền nhà tao trả, 2 triệu mấy. Tại sao mày ăn cắp tiền tao? Đừng nghĩ bậy người bà nha. Tiền tao mới để đây. Ông mất luôn hả? Tao mất tiền luôn rồi. Cái điện thoại nữa. Tiền không nhận, gian luộc lẹ quá. Còn gian luộc hả? Trời ơi. Trời ơi. Đừng khóc nữa. Thang 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 thang. Ủa sao thấy quen quá, giống thầy quá vậy? Thầy vẫn còn hai nữa. Ủa? Trời ơi, nhớ thầy đụng chú nằm nhà thương không ạ? Có đâu, nãy là mới đụng xe thôi. Mà con nó kịp né ra rồi, con nó bay khỏi chiếc xe. Đáp đất, vừa đáp đất xe nó mới đụng vô què luôn. Nhưng mà không sao, con cũng còn sức khỏe nên cũng không sao. Sao thầy xuất hiện đây là con sao con không hiểu? Trời ơi, nói cho anh với bác nghe, mất đồ phải không? Bây giờ mới mất tiền. Trời ơi, mất hộp xoàn luôn. Bà móc hết rồi. Bà nào? Bà Giang á. Hả? Con với bà đó là hai người thông đồng. Bà chuyên gia đưa mối hợp đồng cho con đi lừa tiền mấy người đàn ông. Nó lừa mình thấy chưa? Nó lừa mình. Lớn rồi, già rồi, thưa cái người nào phù hợp lứa tuổi mình đi. Thương chi gái trẻ gái đẹp cho nó dụ mình vậy không biết nữa. Khổ ghê. Nè, nhìn này quen không? Này có tôi nè. Quen không? Này quen không? Này của con nè. Trời ơi, nói thiệt á, đang lúc mà mình lừa người ta tự nhiên cái lòng từ bi cũng chợt trỗi vậy. Cũng nghĩ là trên đời này dù cho có 100 người xấu ít ra cũng còn người tốt như con. Bị lừa rồi nhớ một cái bài học cho mình. Tôi lần nhớ. Sau yêu hay lựa người nào trân trọng tình yêu mà yêu, và hãy lựa người nào biết yêu thương mình mà yêu. Thôi, hai người cố gắng nha. Đi về nghe bác. Dạ. Dạ rồi đừng có yêu bậy nghe. Tôi chúc cậu xe hàng không ao yếm cậu được. Cuối trời cùng cậu có một người tốt. Dù gì đúng, phải có một người tốt. Mới ai học chưa ngờ giờ đành tay trắng. Tình yêu cũ tan tành theo giấc mộng. Nào ai biết trước ngày mai ra sao. Nào ai biết nhân tình thay đổi lòng. Thế thằng nên trong tôi vô tìm một đường đi mới. Tiêu quên hết nỗi buồn bao tháng ngày. Giờ tôi cô dâu lệ rơi trong tim. Nhìn em đó trong lòng bao xót xa. Ôi
chia buồn. Sao bất ngờ quá vậy, không hiểu luôn. Mấy ai học chưa ngờ giờ đầy tay trắng, tình yêu cũ tan tay theo giấc mộng. Nào ai biết trước ngày mai ra sao, nào ai biết nhân tình thay đổi lòng. Thế nên tôi cố tìm một đường đi mới, tiêu quên hết nỗi buồn bao tháng ngày. Giờ tôi cô gió lệ rơi trong tim, nhìn em đó trong lòng bao xót xa. Giờ em nơi đây mặt lệ như tôi ra đi, hành trang đơn sơ như lâu năm chiêu thương đau. Này em yêu ơi, em nào có hay chẳng lòng tôi. Giờ tôi đã tử đó. Mà dãy vùa đi là cho đánh sáng mai. Cường mà ăn kiên, người ta sẽ kêu là kiên cường. Nghe chưa? Nói hát xong trong nội ốc này hả sao? Cường mà hay cương, người ta sẽ đưa vô bác sĩ cường. Cường đẻ ra sống anh Gia Băng, người ta sẽ kêu là Nhật Cường. Tới tháng lãnh lương, người ta sẽ kêu là cường đào. Là sao? Là cào đường.